Đâu có điện mà. Vậy anh vào thái chuối, nếu mà nổi chúng một con, lấy một con dễ hơn. Nó thả xử lý nó không chết được đâu bọn cán ơi. Đồ nhỏ ấy. Có đồ nhỏ không sợ đâu. Đồ to cũng là sợ, nó mắc, nó đổ sát thương nó ít. Đấy, anh về vào thái chuối rồi anh ngồi anh thái rồi. Em quay clip luôn. Ngồi mai em phải mượn chú. Bắt đầu quay đi. Ok. Chưa. Góc máy đàng hoàng đi. Đấy, anh quay ngay, anh đặt ngay góc này đúng không? Nếu như nó, nếu như mà nó nổi lên thì phát hiện thì có thể lấy được một con chẳng hạn. Nếu như thôi. Nếu thì. Nhưng mà nếu mà không thì cũng không luôn. Nếu như không cũng không có gì luôn, thì cầu toàn cá chim, cá chim có nghĩa nó ăn háu nhỉ, sợ luôn thật. Không phải rồi, nó ăn nó dữ nhất mà nó đã vào thì không còn gì mà dám cầu với nó nữa. Mỗi ngày chơi mấy cây đấy? 4. Sao bình thường. À cứ cho ăn bằng 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 sữa mà thôi nhỉ. Tính mấy cây. Đấy, người nông dân chân chính đấy. Nuôi được con cá lớn có phải đơn giản đâu, nên là lúc mua thì anh em còn này nọ. Đi. Người nông dân vất vả thế này cơ mà có phải đơn giản không? Chân gỗ ấy. To rồi, bảo là to, cá to quá không ăn nổi. Bé thì kêu kêu rơi kêu đất nên bảo bé. Tí nữa cho các bác muốn nuôi cá, muốn rau nuôi cá để xem bác này cho ăn này. Anh em nào ở quê đi thành phố phải có tiền là muốn trở về nhà ngay. Nhìn thấy cảnh cá ăn nó sướng. Anh bảo hôm nào mượn cái này để làm cái vá chim để làm clip lên Facebook á. Đúng rồi, quay cái này nó cầm nó đỡ ấy. Hôm nay mẹ bại với bọn cá chim ấy. Đại bại. Nhưng mà không ngờ nó lại ăn mồi ác như vậy. Ăn chứ không ăn cá chim cái gì đó cũng ăn luôn. Chưa kịp nhìn thấy nó đây. Nó cho đi. Treo bóng điện này nó có nhiều cái lợi ích chứ nhỉ. Cái mùa mưa này nó cái con bọ nó ở đây là nó rơi xuống là cá đớp hết. Bắt đầu rồi.
Liệu đó nó có cá chấm có, nó có vào đây tận đây ăn không anh? Chuẩn bị phết đục. Bắt đầu quay đấy. Cái máy của em kia motor 750 kia khỏe lắm. Thế á? Cái đấy mấy triệu? À, của 3 cân áo rồi cái đấy. À. Cái đường dây nó hơi yếu. Này là được rồi, này thái ngon lành. Đây là đàn to nó khốn lắm ở ngoài kia kìa. Cái miếng giả nó dài hơn. Hay không? Tiết nổi. Sáng bữa cỏ, chiều bữa chuối là cá sướng hơn người rồi đấy. Sáng bữa cỏ, chiều bữa chuối là cá, mình còn hầu cá này. Đấy. Này tối nay nửa đêm rồi hết. Ờ. Ăn kiếp rồi này. Các bạn này ăn quá quá dữ dội luôn. Để con tắm đằng kia. Ôi ôi. Thôi không quay nó nữa, để quay cá thêm cá này. Đang dình dình chấm to nổi lên mà chưa thấy con nào nổi lên. Kia rồi, ngoài kia là nhiều lắm.
hổ nếu mà muốn em câu được ấy. Giờ thái hết thì đó, ông nhìn nhìn kỹ em, đọc một phát rồi. Không, nếu mà mình có mồi mình thả ổ thì từ nãy là lấy được rồi. Nó kiểu gì nó sẽ nào. Rồi, gì gì làm phát đi về đây nha. To quá. Anh cô lên thuyền ăn đi làm biết. Nó vào đây là những con bé bé này. Thank you.
Dừng ấn ở ấn nó đỏ rồi. Đây đây nó ở đây. Quá rồi. Nó báo hết lực lượng rồi. Chả biết được. Thu đồ về thôi, hôm nay thua cá tắm. À.